chương trình chương trình giờ chia tay để em nói trước rồi anh mới xuất hiện sau à. Ý là đang đi ngoài đường, Huy đang đi ngoài đường này. Hôm nay là mình thiệt... đòi chưa? Từ từ thì không sao đâu anh, em là chủ tiệm đây. Này là Huy đang đi bộ giữa đường xong tự nhiên ai kêu Huy cái Huy tên Huy, xong Huy giật mình tại vì ở bên ai đâu mà kêu mình tên Huy giữa đường, giữa mình đang đi bộ tàn tàn. Thiệt ra là em mới đi massage xong luôn, em mới đi massage tại vì mới dẫn anh chị khán giả chị Julie á, thì em làm một cái clip là em đi mua dầu thơm rồi làm một cho mình một cái ngày relax cho riêng mình. Thì Huy đang vừa massage xong Huy đi hàng toàn kiếm đồ ăn thì gặp một cái anh kêu là anh kêu thì ê Huy phải Huy không? Xong rồi cái mặt lạnh vừa đúng. Xong rồi cái anh đây á, để Huy giới thiệu, ảnh là một cái người hay comment trên YouTube và ảnh hay coi YouTube của Huy. Thì trước khi mà Huy quay với ai thì Huy đều hỏi người ta có muốn quay với mình hay không, hay là để chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày thôi, chứ thật ra là một cái clip em quay là em không có em chỉ muốn là khán giả quan tâm là biết em là gặp ai và những cái người yêu thương á. Thì hôm nay á là gặp được anh, không biết anh có chia sẻ gì với mọi người không. Bây giờ anh xuất hiện rồi nha Huy. Anh nói anh mời Huy đi ăn, anh nói Huy đi ăn vậy thôi, giờ đi ăn xong Huy tính ăn ngoài đường dưới đây này mà cũng sợ ồn mới nói chuyện, cho nên là dẫn anh vô chỗ cái Mall 24 Hour. Thì cái quán này là Huy hay ăn một mình tại vì là nhìn ra đường này mọi người đó. Bây giờ anh chưa xuất hiện nha, từ từ anh mới xuất hiện. Nếu kiếm thời gian đó mọi người thấy không, 26 25, hồi nãy á, là Huy mở cái này là Huy đóng lại nè, đó là Huy hay ngồi một mình rồi đóng lại, Huy mở ra không có ai, chưa có khách, Huy mở ra cho rộng đó. Bây giờ anh ngồi bên đây xuất hiện rồi đó. Chào mọi người, anh ra mình là fan cứng của bạn Huy này luôn á. Mặc dù mình cũng không phải còn nhỏ nữa nhưng mà nhờ bạn Huy nhiều lắm á, tại vì mình rất là thích cái khu Sĩ Lơm ở Bangkok này nè, cho nên mình xem thường xuyên luôn á, hầu như là mỗi ngày luôn á mọi người. Không có, nói chung clip nào của Huy mình cũng coi, nhưng mà có nhiều lúc mình cũng comment, nhưng mà có hay chọc phá Huy á, có nhiều lúc Huy cũng hay ghẹo, Huy cũng la này nọ, nhưng mà thật sự là thích bạn này. Mà nhờ bạn này mà mình biết được những cái quán ăn á rất là hay, mấy cái quán ăn local ở đây nè. Thật ra là hầu như là nhờ Huy không á, những cái quán ăn ở cái khu vực Sĩ Lơm này á, là những cái khu đường mà Huy giới thiệu cho mình á, là mình thường đi tới đó, những cái quán nhỏ nhỏ cũng có, những cái quán ăn như thế này cũng có. Cho nên nếu mà bạn nào thật sự thích Bangkok đó mọi người, rất là yêu Thái Lan á, mọi người xem cái clip của Huy á là mọi người sẽ thấy nó rất là có giá trị. Cái đây Huy chưa có nhờ không, nói gì nha. Cái này là mình nói thiệt, cái này mình lớn rồi, mình không phải còn nhỏ nữa đâu. Mình nghĩ như thế nào thì mình nói thế đó. Thực sự hôm nay bất ngờ đó, hôm bữa mình có comment á, mình comment trong clip của Huy á, mình bảo là trời ước gì gặp Huy ngoài đường ha, tại vì mình đi Thái là mỗi tháng luôn á. Cho nên tự nhiên bữa nay đang đi massage xong vừa ra khỏe quá, đi bộ cái gặp ông này, cái mình gọi cái ông cũng hết hồn. Chị tại vì ông bất ngờ quá, ông nói ủa, ông né ra liền, ông sợ á, tại ông bất ngờ quá là ông sợ đó, ông né ra. Cho nên là mình mới rủ là thôi giờ hai mẹ em đi ăn nha. Thì Huy hỏi anh muốn ăn cái gì thì nói thôi gặp Huy là giờ muốn ăn gì cũng được, có Huy dẫn đi. Thì giờ là Huy dẫn một cái quán này cũng thật ra cái quán này là cũng biết rồi, cũng Huy cũng review mấy lần rồi đó, nhưng mà vui là tại vì gặp được idol. Bây giờ mở cái cửa ra cho mọi người biết nè, TikTok của ổng mà ổng nhảy tôi khen á, chẹo đẹo ổng hoài, dẻo này kia đó, nhiều khi sợ ổng bực đó mọi người. Nhưng mà thật sự là thích thật chứ không có phải là gì đâu. Khen dẻo đâu có bực đâu, đâu có bình thường, em dễ tính mà. Ý là anh comment cái gì vậy? Chuyện cũ gì vậy? Huy thì Huy nói trên clip là cái gì thì Huy bảo quá, nhưng mà Huy không biết, Huy có gì thì Huy nói đó chứ Huy không có bực gì hết á. Nhưng mà ý là Huy cũng thật ra là Huy cũng chưa biết mặt anh này, nhưng mà biết tên Vision hay comment. Thì hôm nay á Quý Sản, tại vì thích cái Vision. Phim gì của Thái á nên đặt cái tên nó luôn Quý Sản á. Nhưng mà hình như anh có rủ em là nếu mà gì qua là có đi ăn gì đó. Mà em ngại đúng không, mà em không gặp đúng không, kẹo ổng nói qua đây để qua đây dẫn đi ba chơi nha, gặp mấy anh cơ bắp này nọ. kẹo ổng thôi nhưng mà nếu mà ổng thích thì lát nữa đi. Nhưng mà thiệt ra mọi người thấy không, thiệt ra là có nhiều khán giả rủ Huy nhưng mà Huy ngại, là cái tính Huy hay ngại chứ không phải là gì hết. Nhưng mà khi mà gặp tình cờ thì Huy rất là quý mến và Huy sẽ đi vì tình cảm của mọi người coi ủng hộ. Không, thật ra là bạn này có nói vậy, bạn này có nói là bạn nó không trả lời cho mình có nói là mình rủ bạn đi bar hay là đi ăn đó, bạn không hề trả lời luôn.
thì mình nghĩ cũng đúng, tự nhiên đâu có quen biết gì đâu mà đi, tự quen trên mạng mà chưa thấy mặt nữa làm sao mà người ta đi được, cái đó là đúng mọi người nha. Cái đó là đúng chứ mình cũng có nói. Nhưng mà có những người á, khi mà không có trả lời hay gì người ta sẽ ghét mình á. Là có đó, có những người trên mạng như vậy á mọi người. Không, anh thì anh không ghét là tại vì có quen biết gì đâu ghét. Đúng không? Chỉ quen biết trên mạng thôi, đâu có gì đâu mà ghét. Bây giờ cho mình nên là tự nhiên vô tình là đi trên đường gặp ổng là tự nhiên mọi thứ nó tự nhiên hết nha mọi người. Không có một cái gì gian dựng gì biết không? Để hồi nãy anh tính gian dựng lại đó, anh nói ủa sao nãy giờ đi ngoài đường không qua, không ra ngoài đó quay lại xong em mới nói sao anh kể cho mọi người biết đi. Không thì đó. Thì đúng rồi, hồi nãy anh nói là thôi bây giờ mình may mắn quá tự nhiên mình gặp được cái em này, thôi giờ mình quay lại cái cảnh là mình gặp cái lúc mà ở trên đường đi như thế nào, cái lúc mà em giật mình như thế nào. Nhưng mà Huy nói lại là thôi không có cần gì vậy đâu, chỉ cần kể cho mọi người thôi chứ quay nó sườn trân. Là cái gì em cũng thích tự nhiên mà cái giờ qua ra ngoài đường rồi quay lại thì đang đi bộ tần tật. Không mà ổng cũng không có muốn quay clip đâu nha mọi người. Ổng rủ đi ăn thôi rồi hai đứa anh rủ đi ăn, em không có rủ. Nói mọi người tưởng em không, thích đâu ăn nữa. Anh xác nhận lại là anh rủ nha, anh rủ Huy nha chứ Huy mới rủ anh, tại nó sợ mà tự nhiên đang đi trên đường đó. Anh gỡ khẩu trang ra trước rồi nó sụt lại nó sợ đúng không? Xong nói là thôi giờ em muốn ăn cái gì đi ăn. Thì ổng cũng không suy nghĩ một hồi nữa, ổng muốn biết ăn gì. Đó. Không, mà mình đây đây mình cũng không biết ăn gì tại vì bỡ ngỡ quá đang bây giờ anh muốn ăn gì nè? Nó tọc chai á. Nó tọc chai. Anh muốn học tiếng Thái và anh đã học rồi, anh giỏi lắm. Huy là người ở bên đây nhưng mà Huy không giỏi nha mọi người. Có cần giới thiệu anh? Không, anh không có giỏi nha, anh xác nhận mà anh không giỏi. Anh nói thiệt. Anh đang muốn học. Tiếng Thái là anh học mấy năm nay là anh tự học không? Anh chưa có học một cái trường nào ở Việt Nam luôn. Huy ở bên đây mấy năm cho Huy chưa có anh học tự năm. Học hết tất cả là anh tự học và anh muốn nó chuyên nghiệp hơn, nó học cho nó tốt hơn đó, rồi cho nên cũng định sống ở đây. Tại vì qua đây thường xuyên mà. Anh mấy lần rồi. Rồi xin lỗi em cắt ngang mà em mắc cười quá. Ý là giờ thí dụ mà Huy đi một mình á, cuộc sống một mình Bangkok là không có anh này, thì là hai người lạ gì nè mọi người. Bữa nay có khán giả vui quá, mở cái này ra cái quán đó em để review anh nhớ đó phải không? Nhớ. Anh coi hết mọi người hay quá ha. Bây giờ anh thích ăn cái gì? Cái quán này là mình thích 24 hour là không đóng cửa mọi người, rồi ngồi ra là nhìn thấy cái đường này đó, quá trời hay luôn. Và hôm nay ở đây nó có đèn đuốc cho mình luôn ha. Nó điền sáng rồi luôn á, còn con điền anh thích ăn gì là mình điền vô đây nè mọi người đó. Không bây giờ menu em chọn giúp anh luôn đi, thấy cái nào ok. Dạ, có mì soba đi nè, soba nè mọi người đó, mì soba màu nâu nâu lâu rồi không ăn. Hay là anh thích ăn mì trứng, mì soba đi cho nó lạ. Mì soba nó màu nâu nè đó. Xong rồi nếu mà có combo thì nó rẻ hơn nè. Ê mà thôi sao thấy mắc quá vậy, xét đi. Tiền nó thường nó combo mắc quá, thấy mắc thấy 520 được. Okay. Được luôn, mừng quá. 520 tính ra tiền Việt Nam là cỡ 300 mấy á mọi người, 360-370 á ha, là hai người ăn luôn á. Rồi ok được không? Rồi ok cho bị trời làm gì khán giả chửi tôi chưa. Đâu có nói giỡn gì đâu, anh chọn thôi chứ em tính tiền. Dạ. Anh chọn thôi. Rồi. Vậy lát nữa em tính cái gì đâu. Nhưng mà hơi nhát chút nha. Nói chờ anh ăn số 3 cái này hả? Nếu mà vậy thì cái này rẻ hơn. Không nhưng mà cái này nó có nhiều, nó có nước rồi luôn á mọi người. Có nước luôn, combo đi. Combo thấy nó hấp dẫn. Combo này mọi người thí dụ một phần số 3 là 130 là chưa có nước nha. Với là chỉ là mì thôi, không có thịt gì hết á. Còn cái này á là có thịt luôn nè mọi người. Hay là kêu phần 520 là anh được lời được 20, là anh giữ 20 về anh giữ xe hay là gì ta. Anh sợ em chưa nói nha. Nói cho anh thích ăn gì? Không em cứ chọn đi, em chọn lại cái combo đi. Combo đi không? Combo là vừa có nước luôn á, giống như mình khỏi cần ngồi để uống cà phê cũng được nè, có hai phần matcha đúng rồi. Nhưng mà anh thích set A á hay là gì? Set A hay là set B hay là set C? Nó có cả cái bánh xếp đó mọi người, bánh xếp Nhật á. Set B đi. Set B. Dạ, yeah, ok. Set B. Set B là anh đọc được không? Anh đọc được không? Anh có học tiếng Nhật, tiếng Thái giờ mình kiểm tra. Là ramen mà. Ramen đó. Còn ramen là tiếng Nhật vậy anh ấy. Anh biết tiếng Nhật đó mọi người. Giới thiệu luôn không? Có cần giới thiệu không?
Mình giáo viên dạy tiếng Nhật. Rồi chắc là anh ảnh mời Huy cho nên mình giới thiệu anh đi. Ai muốn học tiếng Nhật? Sợ lát nữa mới. Sợ lát nữa bị bắt mời luôn chắc. Sao đâu, bây giờ mình bỏ qua mấy chuyện đó, bây giờ mình bỏ trước đi. Không, mình phải làm vậy nó mới vui, nó mới sinh động, anh hiểu không? Sinh động và liếc cho mọi người coi, mọi người trời ơi sao thằng Huy nó ghê vậy, nó làm người ta sợ. Rồi anh phải sợ đó. Đó cũng là một cái cách làm vui á, chứ không gì hết nha mọi người. Đối với Huy, mấy cái vấn đề này thiệt ra là chỉ là làm coi để cho mọi người giải trí. Rap men nha. Hệt hủ nũ, hệt tiếng Thái, hệt hủ nũ anh đọc được đó mọi người, anh học 2 năm. Hệt là nắm. Hệt hủ nũ, nắm. Nắm với là heo. Khả chịu ghen. Khả là chân nha mọi người. Khả chịu ghen. Ghen, ờ. Sấm lập. Cha, cha, cha chứ không phải khả. Sấm lập sấm. Cha, cho hai người. Cha kiểu ghen là trà xanh. Ờ, cha kiểu ghen. Với nên là sấm lập. Sắm rập là thích hợp, mà thích rập, thích hợp cho hai người. Than là người, than là lịch sự. Than, đúng rồi. Hay quá. Bây giờ anh dạy em là tiếng Nhật đi. Oishii desu ka? Oishii desu ka? Genki desu ka? Genki? Hey. Hey, genki desu. Iku. Gì là sao? Đi iku là đi bộ đó, thì nữa anh cười. Anh có ý nghĩ xấu xa anh mới cười. Em chưa nói hết câu. Iku là đi rồi. Dỗ pin kiu cừ là đi đến bưu điện, đúng không? Tự nhiên anh cười lên là anh có ý nghĩ xấu xa gì đó. Đúng không? Em chưa nói, em tự nhiên em mới nói iku thì anh cười lên rõ ràng. Kabete, 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 kabete. Giờ anh giả bộ kêu chọc mọi người đi. Giờ mình order người ta bằng tiếng Nhật cái này. Sao mình nói mình tôi muốn kêu cái set này nè cho hai người anh. Nói tiếng Nhật sao anh? Thôi anh nói mà sợ quá. Sợ bị mọi người tắt lỗi. Bị tắt lỗi đó. Làm YouTube thấy không? Anh thấy khổ không? Thì anh cũng sợ nhét thấy không? Bởi vậy đôi khi mình làm cái gì nó cũng phải có những cái nhét đó. Nhiều khi mình giỡn á mọi người. Mình giỡn nhiều khi là nói nhanh giỡn, nói nhanh á. Xong cái mọi người có những cắt bắt bẻ đó lại đó. Bắt bẻ lắm á hơn. Có người vô. Có người vô đó. Có mấy cái phòng nữa mong nha mọi người. Ủa cái này là staff only mà. Có mấy cái phòng nữa. Cái anh đã tiếng Nhật luôn á. Anh đã người Nhật phải không? Thôi dìm hết kêu. Em dìm anh xuống. Đâu có gì đâu dìm. Mỗi người một nét. 10 phân vẹn 10. Anh mới nói gì anh hỏi, anh nói thiệt ra gì đó. Không, mình nói thiệt nè. Này này rất là thiệt nha. Lúc xíu của mình xem video á, mình xem mấy cái review về Bangkok á, thì mình không có biết cái bạn này là sau cái vô tình nhặt được cái clip nào á, anh cũng nhớ rõ lắm. Hình như là cái clip lúc đó là dịch hay sao á. Không, em ngồi em khóc ngay chỗ em nhờ cái chị gì giúp đỡ cho em á. Em khóc ngay cái cầu thang á. Ồ, cái đó là rất là lâu đó mọi người. Ồ, lâu là xong á là mình biết bạn này luôn. Mà lúc đầu mình biết mình thấy bạn này quá đẹp. Và tại vì cái mũi của bạn này, cái mũi bạn này mình tính hỏi người ta, bạn chửi nói là bạn này bạn sửa ở đâu. Mình tính hỏi nhưng mà suy nghĩ lại không dám, tại quá vô duyên đó mọi người. Xong cái bây giờ mới biết là cái này là mũi thật. Sau này xem mấy cái clip cũ nữa mới biết bạn này làm ca sĩ diễn viên. Thật sự là mình không có biết, mình nói thiệt. Thật sự mình không có xem nhiều. Xong rồi anh nói sợ Huy buồn, nhưng mà đối với Huy nha, thật sự là mình sợ bạn này buồn. Huy rất là dễ tính mọi người. Ca sĩ diễn viên cho dù có nổi tiếng hạng A, hạng B, người ta không biết là không biết, đúng không anh? Có nghĩa là có những cái người ta không có nghệ thuật, hoặc là có những cái người ta chưa biết, hoặc là không phải cái sở trường của người ta, sở thích của người ta, nên mình đâu có ép người ta biết được. Cho nên là đối với em cái vấn đề là bông hoa nghệ thuật là mỗi người mỗi cá thể. Cho nên là bất cứ cái người đó là ở một cái mức độ nào đều có khán giả ở mức độ đó. Cho nên là cái việc người nào biết Huy hay là người nào không biết Huy đó là rất là bình thường luôn. Huy là một người rất là dễ tính Huy về cái vấn đề này. Lúc đầu mình trên mạng thì mình tưởng là bạn này bạn khó tính lắm, tại vì có nhiều comment là cũng hơi mình ghẹo hoài á, không bình sao được. Ăn đi anh. Đồ ăn. Đang nói ví dụ như vậy nè. Anh nhớ một cái clip anh coi mấy lần nữa nha. Là cái clip mà em đi cái chợ thuê khoảng đúng không? Em khóc. Cái đầu tiên vô là em khóc, hôm nay muốn khóc quá mọi người ơi. Mình coi cái clip mấy lần luôn á. Mà tại vì cũng được coi mà. Cũng bạn này khóc mà mình nói thiệt mọi người đừng buồn nha. Mà mình
mình cảm thấy mắc cười là tại vì bạn khóc rồi xong đó bạn lại cười, mọi người hiểu không? Cho nên mình xem mấy lần luôn cái rồi. Clip đó là bị người ta gõ cửa quấy rối phải không? Tới 4-5 giờ sáng gì đó ăn đi itadaki tại vì thì kabete oishii desu ka? Messia gatte kudasai oishii desu ka? Nani? Nani? Ani? Cái này là cái gì vậy? Oishii ka dou ka wakarai. Anh gấp một miếng, em gấp một miếng. Chắc là nấm quá hả? Ngon. Xin phép mọi người. Miếng, cái này là cá miếng này mọi người. Cá miếng trong này. Cái gì vậy ta? Cái gì lạ quá ta? Cái đó là măng hả ta anh? Măng hả? Cho mọi người thấy nè. Cái này là măng hay sao á? Hôm nay là mình kiếm cái sống của bạn này nhiều hơn, mình nói nhiều hơn bạn này nói này. Không, anh nói khách mời là giúp em nói biết mọi người chán. Không, cái này không phải khách mời đâu, cái này là khán giả. Nhưng mà thực ra đối với Huy, khi nào mà Huy là khán giả thì nói là khán giả. Anh nhận là tình cờ vậy mới vui. Đúng không? Em không có, em với ai hết, tự nhiên là đi trên đường là tự nhiên gặp nhau rồi xong. Chứ bây giờ không có chắc là thành bạn bè nha mọi người. Không có thành bạn bè nha. Nhưng mà tự nhiên là cảm thấy là mình rất là thích bạn này. Ở chỗ là bạn này cho mình những cái clip có giá trị với mọi người. Mấy cái clip mà đi chơi với Thái nè. Thật sự người nào hay đi Thái là chắc chắn là sẽ xem những cái clip của bạn này là rất có giá trị. Cho nên là em cảm ơn anh nha. Không, cái này anh nói thiệt á, anh xem thường, mặc dù là anh không có xuất hiện là comment những cái tào lao chỉ ghẹo em thôi, nhưng mà chỉ có nhiều lúc mà anh nghĩ là mình lớn rồi, lớn hơn bạn này à, cho nên là sợ bạn này bạn giận rồi bạn sau này bạn biết mình nó già nói chuyện vô duyên vậy, mình sợ cậu nữa, mình xin phép. Nhưng mà phải công nhận là có những cái comment đó, có nhiều người comment chửi bạn này này nọ kia, nhưng mà ngược lại cũng có những comment động viên bạn này có, nhưng mà động viên là để bạn làm mấy cái clip cho mọi người xem thôi chứ không có gì đâu mọi người. Hồi nãy bạn này có cho mình xem tiền không có bao nhiêu đâu mọi người, làm này giống như làm chơi á. Trời ơi, cho coi nhờ vậy thôi, hỏi vậy mình cho nói cho cái nghe. Không, anh em muốn anh nói thật mà. Đúng không? Nhưng mà ý là hồi nãy anh hỏi gì á, xong rồi anh hỏi trước chứ không phải là em đưa anh đúng không, cái gì á anh hỏi gì á, xong nó anh không tin rồi em cho anh coi. Huy mở lên một cái clip đúng cái clip mười mấy bạn là chưa trừ thuế đó, là cỡ 7.000 Việt Nam, trừ thuế ra cỡ mấy ngàn, 5.000, 4.000 là một tháng á, cũng không biết là đủ tiền ăn cái xác này. thiệt tháng này là không có rồi đó, bây giờ là ngày 22 thôi, không thường là ngày này là em có đó. Có cái clip mà anh nhớ là em nói cái gì tháng này không có tiền rồi sau đó ăn cái lá cây gì đó. Chứ không khí hít năng lượng vũ trụ là có xem đúng không? Có xem đầy đủ đúng không? Hít năng lượng vũ trụ đó mọi người. Mấy hôm nay thì tại vì mình qua Thái cũng được 4-5 ngày rồi cho nên là chưa có mở mấy cái clip của bạn này xem thật sự thì, nhưng mà về nhà chắc chắn lại xem tiếp. Tại vì mấy hôm nay đi nhiều quá mọi người. Đi Pattaya, mới đi Pattaya. Mà thường là mình đi. Bạn đi xuống đó làm gì? Đi chơi. Đi biển á hả? Chứ anh không phải kiếm trường gì đó hả? Ở dưới đó sao không? Anh là học ở bên này nè, học ở Bangkok mình. Lúc mà anh có tâm sự comment trên YouTube của Huy, Huy có thấy, có biết ảnh là ảnh kiếm trường để học và để ảnh thích văn hóa Thái Lan và cuộc sống. Anh cũng muốn trải nghiệm mà đối với Huy nha. Biết sao không? Tại vì mấy cái người Thái mà mình quen á, không biết sao mà họ nhìn mình phải nói là mình giống người Thái, thật sự là như vậy, cho nên mình cảm thấy cái động lực, cho nên mình muốn là mình thêm một ngôn ngữ nữa vẫn tốt nha mọi người. Cái gì cũng vậy, mình học thêm một ngôn ngữ nữa vẫn tốt, hay là mình học không phải là tiếng Thái mà những cái tiếng khác cũng được, mình học thêm một cái ngôn ngữ là cái điều rất là có lợi, mình hiểu được văn hóa và mình có thể kích hoạt não bộ của mình nữa, giống như chơi một môn mọi người nghĩ là chơi một cái môn thể piano hay là guitar hay là gì đó thì mình thì mình thích học ngôn ngữ, cho nên là mình thì tiếng Anh hồi nhỏ cũng có học nhưng mà sau này mình không có sử dụng nhiều cho nên nó bị quên nhiều lắm mọi người ơi. Nhưng mà đi du lịch ok, còn tiếng Nhật thì là công việc của mình, còn bây giờ là tiếng Thái, nhưng mà mình cảm thấy bây giờ mình mê tiếng Thái quá rồi nói thiệt, cho nên là mình muốn là nhiều người khuyên mình nó không có nên, tại vì công việc hiện tại cũng đang ổn, tiếng Nhật cũng là công việc chính của mình mười mấy năm rồi đó. Nhưng mà xin lỗi anh đang nói này em đang chết, nhưng mà cứ ăn em, nhưng mà mình cũng muốn là
học thêm tiếng Thái, tại vì bây giờ có bạn người Thái bên này rồi, có bạn bạn thôi nha mọi người, chứ không phải gì là bạn bạn bè bình thường thôi. Bạn nó cũng chỉ tiếng Thái cho mình á, dạy tiếng Thái cho mình. À anh nhớ có cái clip nữa, một người anh cũng hâm mộ trong clip em Kiều Duyên. Anh học đầu tiên là anh học từ Kiều Duyên nha. Anh học từ Kiều Duyên trước đó. Kiều Duyên biết anh có gọi điện thoại nói chuyện luôn. Mà giờ chắc Kiều Duyên không nhớ đâu. Lâu lắm rồi, năm 2019. Cái lúc đó là anh đi Phuket. Cái đợt đó anh đi Phuket cho nên anh học vài chữ, vài từ thôi để mà giao tiếp được đó. Hoặc là nhờ cái mấy cái clip của Kiều Duyên. Kiều Duyên đúng không? Em biết anh đúng không? Tại sao này mới xem mấy cái, nói chung là những cái bạn nào mà review bên Thái Lan là mình không dám nói là mình xem hết, nhưng mà mình gặp clip nào mình xem hết đó, tại vì mình rất thích Thái Lan, mình cảm thấy ở đây giống như nhà của mình. Cái chị mà làm lễ tân ở khách sạn hay ở, chị bảo là mình đi Thái như đi chợ mà. Ủa là năm vừa rồi anh đi bao nhiêu lần? Năm vừa rồi thì anh đi năm vừa rồi đâu có được tháng ba không, năm trước đi được có một hai lần. Rồi bánh xếp nè, cái này tiếng Nhật là kêu là gì anh? Bánh xếp này cũng nổi tiếng lắm á. Không biết, tại vì không có ăn đồ Nhật. Vậy hả? Đâu có đâu, ở đây đâu có tiếng Nhật đâu em. Ở đây đâu có cái chữ tiếng Nhật đâu. Mời anh ăn một miếng với mọi người nha. Rồi ăn đi anh, cho mọi người biết cái bánh này như thế nào, mình review luôn. Mình làm mút can. Cái này phải chấm cái chấm riêng đúng không? Cái nước tương này nè. Cái này là mỗi người phải chấm riêng cho không? Không, sắc, em ngại tại, không có ngại đâu. Tại vì cái này là chấm là ăn một lần thôi, đâu có đụng vô đâu không? Đúng rồi. Rồi. Mình không có rành đồ ăn Nhật nha mọi người. Học tiếng Nhật không có rành đồ ăn Nhật. Thái Lan hơn. Ngon. Ngon mà. Ngon quá rồi, mình chờ món mì rồi. Mì ramen nha mọi người, đây. Phần này là của Huy nha mọi người. Là có gồm là có heo nè. Và cái này là giống như là bột sắn xong người ta xay nhuyễn ra, hình như là vậy nha. Còn cái này có một cái trứng, còn mì như thế này và hành. Sau đó là có thêm phần bánh xếp, rồi có hai cái phần này, rồi cái này là của anh giống Huy nha, và hai phần trà này, tổng cộng là cỡ 370.000 60.000 Việt Nam mình cho một phần hai anh em ăn. Rồi mời mọi người ăn nha, sau đó cho mọi người biết chút xíu rồi chào tạm biệt tại đây, còn nếu mà anh có muốn nói gì thêm là nói thêm một chút chứ mọi người. Nhiều chuyện nói quá nhưng mà tại vì sợ cái clip nó dài mọi người, chứ thật sự là rất nhiều. Nhưng mà chuyện gì quan trọng thì cái gì hay là gì, cái gì muốn chia sẻ quá thì nói cho mọi người biết thêm một vài thứ. Chứ Huy cũng sợ clip dài là mọi người không coi, tại vì nãy giờ em thấy là cỡ 20 mấy phút rồi á. Đúng rồi, nhiều cái dài quá mọi người xem mọi người cũng chán. Không quá chán, nhưng mà là ý là em sợ nó dài quá nó bị dư cái một cái clip mà, cái này là Huy chia sẻ thiệt là trong quá trình em làm YouTube á, là em rất muốn là những cái người không có công việc là người ta biết cái nào nhiều. Em kể là cái này, ủa sao cái này ít view mà nhiều tiền, mà cái nhiều view mà ít tiền là vì sao, là vì Huy muốn chia sẻ cái kinh nghiệm Huy chỉ cho người ta, đó là những cái người đã theo dõi Huy, chứ Huy không có giấu giếm bất cứ cái điều gì đó, có nghĩa là như thế đó. Hiểu mà. Tại vì làm thì làm YouTube của em thì nói chung là cũng cực lắm nha mọi người, thấy đi về chỗ này về chỗ năm họ lại ăn cái này ăn cái kia cũng phải trả tiền. Nhiều khi như ví dụ như cái chồng hôm nay gặp được khách mời phải tốn mấy trăm bạc, mọi người thấy không? Cái Huy nó nói anh muốn ăn cái gì, và nói thôi bây giờ em ăn cái gì cũng được à, em cứ ăn đi là anh đi theo em đó, còn đâu có nói vụ tiền bạc đâu, đâu có mọi người không hề nói, nhưng mà Huy mời mọi người khách fan cứng của Huy mà. Trời giờ lọc lòng sợ, bây giờ lọc kèo rồi đó, nó chỉ giỡn mà mọi người giỡn, nhưng mà Huy thấy hơi giống thiệt đó nha. Không, Huy nó
chả với nhau cái xác này, sau đó là đi ba tiếp à, không? Em không có nhu cầu đi ba. Mình đi xì ba nha, chứ mình không có đi ba cộng lớp gì nha, mình đi xì ba nha. À, xì ba thì em đi. Nó giỡn rồi mọi người ơi. Nhiều khi mừng quá nay gặp idol. Không, hồi xưa không biết bạn làm ca sĩ gì đi nha. Giờ clip của bạn này á, mình mới lục lại, mình coi, mình mới biết đó nha. Sợ dữ nha. Nhưng mà thường thường á idol á như là bé Ngân 98 á đi diễn ở bên châu Âu đồ á, bé Ngân nói là mỗi lần mà ở bên đó người ta chụp hình với Ngân thôi mà người ta cho 20 euro đồ. Vậy còn bây giờ bên Thái Lan mà lỡ mình được quay clip chung gì luôn đó mà còn bắt người ta trả tiền. Dạ, anh cũng sợ. Ok ok, khỏi tốt lắm. Ok, vậy mình chèo clip tại đây đi. À. Chúc mọi người xem clip vui, nhớ comment, nhớ like cho Huyền nha. Cảm ơn mọi người. Đây là một cái clip rất là cực cho mọi người. Thật sự là như vậy á. Chắc là nếu mà mọi người xem mọi người cảm thấy thích á, thì tiếp gì một like. Xe thì nếu mà nhiều khi người ta ngại xe. Người ta ngại đúng rồi, nhưng mà thôi cứ like đi nha. Mọi người comment chậm đi không sao đâu. Rồi cũng sẽ được như mình, cũng gặp nó. Bye bye.